buổi chiều ở đây gió nó mát kinh thiệt. Mình xin chào tất cả cô chú anh chị và toàn thể bà con đã đến video tiếp theo của Mến. Hôm nay thì Mến đi lên núi kiếm những số dụng cụ để về làm vườn ở bên vườn. Thì Mến đi qua suối thì Mến cũng muốn là chia sẻ đến với bà con là ở bên đây những tảng đá nó rất là đẹp luôn. Và sau lưng của Mến á thì có một cái thác nước chảy, nó cũng dạng như là cái bậc thang vậy đó. Lúc này trời không mưa thì nước rất là trong và rất là đẹp luôn, nên thì cái dòng suối bên đó nó chảy nước chảy mình nhìn thấy rất là đẹp, nên là Mến cũng muốn đứng đây để chia sẻ đến với bà con một chút để cho bà con ngắm được cái những cảnh đẹp ở ở đây và những cái tổng quan ở khu này để Mến gửi đến với bà con. Bà con có nghe tiếng chim hót không? Ở đây nói chung là từ sáng cho tới chiều, từ chiều tới tối luôn, lúc nào cũng vậy. Thì Mến cũng có đọc một số comment, thì trong đó có một anh chị hay gì đó thì cũng nói là Mến ơi, bây giờ là cưng làm cái khu nuôi chim, nhưng mà nếu mà anh có xem video này thì anh cũng hiểu rồi, tại vì từ sáng cho tới chiều thì chiều tối luôn, lúc nào chim nó cũng hót hết trơn á, nên là mình không cần phải nuôi nữa, tại vì chim thiên nhiên mà nó hót rồi, nó hót lúc nào cũng hay hơn là chim mình nuôi chứ. Với lại mình nếu mà Mến nuôi á mà không có nhầm lúc mà Mến đi chạy về ở dưới bằng ở dưới nhà thép á, thì ở trên này không có ai cho ăn, nên thì Mến cũng không có nuôi nữa. Nuôi là phải cho ăn, mà nuôi mà không cho ăn á thì đừng có nên nuôi. Ở đây nhiều loại chim lắm nha bà con. Thì ở phong cảnh đây là toàn là rừng cây lớn không à, nên này Mến cũng muốn qua đây để kiếm một cái số dụng cụ để về làm trong vườn á. Mến cũng cảm ơn tất cả bà con đã yêu quý Mến và đã đăng ký kênh ủng hộ Mến. Thì Mến cũng cuộc sống ở trên vườn như thế nào Mến sẽ quay và chia sẻ lại đến với bà con. Thì bây giờ mời tất cả bà con cùng đồng hành với Mến nha. Đi thôi. Trời ơi, đá trơn vậy, trơn kinh vậy. Wow, cây này to thế nè. Đây, cây sung sung không ta, im im không à. Ở đây cây, ở đây bà con miền núi bà con thì gọi là những cây này nè, là cây lồ ô nha. Còn tre cũng vậy luôn, như thường thường Mến này gọi là trúc hoặc là tre. Thì tre nó cũng nhiều loại tre, nhiều loại tên. Trúc thì cũng hai ba loại trúc, nhưng mà những cái cây này thì Mến gọi hôm nay là cây trúc đi. Thì ở đây bà con miền núi ở đây thường thường gọi có một tên màu à, là cây lồ ô không à. Trúc cũng gọi lồ ô mà tre cũng gọi cây lồ ô luôn, chứ không có phân biệt, không có kêu gọi tên như của Mến gọi thường gọi. Nãy giờ thì đây nhìn xuống dưới thì bà con thấy một cái con suối đúng không, thì cái đoạn nãy Mến đứng đó, dưới đó lên đây thì nó cũng không có xa cho mấy, nhưng mà thì cái giống nó lên á, nó đứng sững à, nên là khó lên lắm, nên là Mến phải lên từ từ. Bây giờ thì cũng lên tới nơi rồi, lên tới nơi thì già này cũng muốn dịu mát xuống luôn rồi đó.
Bây giờ mình sẽ tiến hành chặt những cây lồ cây lồ này nha, để xí xí còn gì nè, để không có là tối. Rồi, mình sẽ bỏ gùi xuống đây và lấy dụng cụ ra thôi. Mình chặt rồi mình sẽ phóng xuống dưới, chút mình sẽ đưa gốc sau. Chơi trên này khó gốc lắm. Thế là được một cây nha. Còn bên đây nữa, mình sẽ đi quanh đây và đúng. Thế có lẽ mình chặt bao nhiêu mình sẽ phóng xuống dưới một chút, mình sẽ để chặt nhánh sau. Thế bây giờ trên đây cây dốc nó đứng sừng sừng à, mình không khéo là mình rơi dưới. Bây giờ thì mới đốn cũng khoảng cả chục cây rồi, nên giờ đốn thêm cây cây nữa là mới xuống được rồi. Ở đây nhiều lắm, mình muốn cần cây lộ cây nhỏ thì mình làm gà hoặc này kia đó rất là nhiều luôn. Những cây nhỏ này thế chị là tận dụng nó cũng tốt lắm. Mình sẽ tận dụng hết những cái cây này, nhỏ lớn già thì mình sẽ chặt và đem về làm. Những cái già thôi nha, chứ những cây non là mình không có chặt đâu. Cây non mà mình chặt chẳng khác nào mình giết bỏ nguyên bụi luôn, rồi sau này mình không có làm. Nên là mình lựa những cái nào già lá nó khô. Thì nãy giờ mình cũng kéo xuống đây xong hết rồi, giờ chỉ còn gốc nhánh nữa thôi. Gốc nhánh thì mình sẽ cuộc bó lại và di chuyển về bên suối bản. Chắc này mình để nguyên cây luôn. Về bản mình có làm gì làm, rồi nếu mà nó dài thì mình để dài, còn ngắn thì mình về bản mình chặt luôn cũng được. Chứ nếu mình ở đây mình chặt á rồi xong về bản xài không được á, phí lắm. Nên là mình gốc nhánh xong thì mình sẽ bó lại và sẽ giác về thôi. Tổng cộng có khoảng 10 cây á, được 6 cây lớn. Tại vì họ mến cũng chặt một số rồi, nên là hôm nay mến sẽ nhỏ nhỏ để mến phân chia ra cho nó đều. Với lại nhỏ thì cũng cần thiết, rồi lớn cũng cần nữa. Nên là chuyến này mến sẽ chặt những cây nhỏ luôn. Thì giờ mến cũng đã chặt xong rồi, đã bó lại rồi. Bây giờ mến chỉ để trên gùi thôi. Cái này hơi dài nên mình sẽ lấy cọng dây xiết lại để lên gùi và xiết cái bó lô này lại rồi mình nhát về. Đó. Giờ xong thôi, mình chỉ còn câu lên nữa là mình nhát thôi. Bà con thấy ở phía sau của mến không? Giờ này dựa mát xuống, nhìn thấy cái suối rất là đẹp nha. Rồi xong rồi, bây giờ mến sẽ đi về thôi. Phải đi từ từ. Suối thì tuy nước bây giờ nó cũng hơi cạn nhưng mà nó cũng đủ để cho mình xiết. Dạ em trong đồ à, em về để trong đồ. Nước mát quá, mát thiệt chứ. Dạ lần đầu giác tự nhiên ra tới đây gió mạnh dữ ta, gió mạnh. Cái đoạn này là nước suối nó chảy xiết lắm,
nên là đi là phải mánh đi, phải xéo xéo chứ không đi ngang được. Gió buổi chiều này quá quá trời lạnh, gió này mà đọt thùng viên mà nó ra non là bị vũ xe tua hết. Cuối cùng cũng qua được con suối rồi. Ê, lúc cái lũ luôn gấu. Sao nãy giờ không chạy ra suối không? Con gấu đâu rồi? Gấu đâu? Qua đây coi. Qua đây. Cái gì? Nhớ không? Nhớ không con? Con lúc kia nó bị cái gì không biết nữa, mà mới không gài lấy thuốc tha hoài, với lại là lấy dôi á, đã tha nó rồi mà nó chưa có, nó hổm nó chỉ chảy máu, hôm nay nó là lành đỡ đỡ rồi, nhưng mà cái da nó vẫn còn nứt. Gắng cố gắng đi nghe con, tha cho hết nha. Hiểu rồi, biết rồi, cái gì nhớ đó mà. Còn à, gấu à, trời ơi, bẻ nằm ra, nằm dạ gấu. Gấu ơi. Cái gì chứ? Chắc có lẽ bây giờ mến phải đi tắm rửa và nấu cơm thôi. Giờ này cũng 4 giờ mấy, gần 5 giờ rồi. Mến này đi tắm rửa để nấu cơm. Giờ mến cũng mới tắm rửa vô xong. Mới đi hái mấy trái hoa vô để làm bữa cơm chiều. Hủ qua này là hủ qua, không biết là hủ qua gì nữa. Nếu bà con biết thì bà con bình luận, cái bình luận cho mến biết nha. Đây nó hai, có hai mến trồng sẽ hai giống hủ qua. Một trái thì màu xanh, một cái thì màu xanh lọt. Nói chung này chưa, trước kia là mến ăn hủ qua rất là nhiều luôn. Tại vì hủ qua thường thường ăn sẽ mát nữa. Nên là mới sẽ mua hủ qua nhiều hơn, rồi lâu lâu cái mua thịt hầm hoặc là xương hầm để cho mấy anh em ăn. Không biết ba trái này ăn hết không nữa, không hết thì chắc có lẽ là mến sẽ bỏ vô cái tủ lạnh để đó ngày mai ăn tiếp. Này chắc mình là xào á. Mà cái trái hủ qua này xanh này nghe bà con, bà con xào xương xương thôi, ăn nó rất là giòn luôn mà ngon lắm. Hôm nay là mới không có loại ra ngoài quán để mua trứng hủ qua, mà xào chung với trứng cũng rất là ngon lắm. Cái chảo nóng cái mình sẽ bỏ dầu vô xào hủ qua. Giờ này cũng gần 6 giờ, nãy giờ lòng vòng. Với lại mến cũng mới có đi bật nước bơm tứ giường nên này một tiếng sau thì mến mới ngắt cái đoạn đó, rồi xong này mến mới mới khoa mở khóa ra qua cái đường khác. Giờ sẽ đổ dầu vô, ít dầu thôi, không ăn nhiều dầu nữa. Mình sẽ bỏ hà củ hành vô nhé. Wow, thơm quá. Có khi nào hắt hắt ra ngoài hết luôn không biết nữa. Wow, công nhận cái củ hành này thơm á. Mến sẽ bỏ chút hạt nêm vô nha, chút xíu thôi. Đây là, cho một chút xíu ngọt, để một chút nước mắm vô. Sau đó mến sẽ dằn một chút đường, ít đường là tốt, không cần nhiều đâu. Wow, thơm quá.
ngọt sắp chín này nha bà con. Bây giờ khi cơm cũng đã chín rồi, đồ ăn cũng đã chín rồi, thì cái này là món thịt rà, thịt gà với lại là hủ qua xào với chén nước tương. Nước tương này là gọi nước tương siêu cay á, với lại là hai trái chuối. Bữa ăn nào món cũng ăn chuối kèm theo chân á. Bữa cơm nói chung là có ơn mến thì mến không có nấu nhiều đồ ăn như là hôm nay, rồi sau ngày mai thì nấu canh. Mến xin mời tất cả bà con cùng dùng cơm với mến luôn nha. Hôm qua này á, ăn ngon. Mến mời tất cả bà con. Không biết bà con có nghe cái tiếng giòn của hủ qua không? Nó rất là giòn, hủ qua xanh á, ăn nó giòn khấu à, ngon, rất là ngon. Mến mời tất cả bà con nha, dùng miếng thịt gà mến. Cái gì đó gấu? Gấu à? Con rủa vậy con? Thường thường mến ăn thì khoảng tầm khoảng 2 chén rưỡi cơm là ăn khá là nhiều á, hôm đó ăn nhiều á. Bà con không biết bà con có nghe tiếng dế kêu không ạ? Hôm nay dế kêu trở lại, chắc trời cũng sắp mưa nữa rồi. Mến cũng ăn no, nãy giờ cũng ăn được 2 chén rưỡi rồi. Thì buổi chiều hôm nay thì mến đi ra suối nè, để quay những cảnh suối chia sẻ đến bà con, và đồng thời thì mến đi lên núi để đốn những cây lùa ô đem về vườn để làm những công chuyện ở trong vườn. Thì hôm nay chắc chiều này thì lúc nào cũng vậy, mến nấu những bữa cơm đậm nói chung là đơn giản á. Thì mến cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị và toàn thể bà con đã bỏ thời gian quý báu ra để xem ủng hộ video của mến. Mến chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Toàn thể mến xin chúc cho cô chú anh chị và toàn thể bà con buổi tối có thật niềm vui và an lành trong cuộc sống. Thì chắc có lẽ mến xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn lại bà con theo trong những video tiếp theo của mến nha. Xin chào và hẹn gặp lại.